restarted. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen. Rõ ràng chạy đua đầu tư công nghệ là câu chuyện đang nóng của các ngân hàng, thế nhưng kết quả như thế nào vẫn còn là câu chuyện dài kỳ mà trong đó khách hàng chính là người quyết định. Vấn đề trải nghiệm khách hàng là một bài toán cam go và là một phạm trù rộng lớn. Có thể thấy các dịch vụ ngân hàng điện tử chỉ là bề nổi của cả một tảng băng chìm về quá trình ứng dụng công nghệ của ngân hàng. Không phải chỉ dừng lại ở việc đầu tư mà ứng dụng những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất, mà còn là cả quá trình nghiên cứu làm sao để ứng dụng phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng và cả ngân hàng. Vậy đâu là những thách thức còn tồn đọng? Mời quý vị cùng đến với những chia sẻ từ phía chuyên gia. Theo chia sẻ từ phía các chuyên gia, chuyển đổi số đòi hỏi nguồn lực không nhỏ để đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ số, ngân hàng lõi. Điều này tiêu hao nguồn lực con người, thời gian lẫn tài chính. Riêng về vấn đề tài chính là điều mà các ngân hàng phải quan tâm. Bởi khi nói đến công nghệ thì đây được coi là cuộc đua không hồi kết. Trong khi đó, công nghệ luôn phải đổi mới và cập nhật liên tục theo sự phát triển của nền kinh tế, của nhu cầu khách hàng, thì bài toán ngân sách cho công nghệ là một trong những thách thức không nhỏ đặt ra cho các ngân hàng. Thì như các bạn đã biết, thì về mảng công nghệ thì nó đang ngày càng phát triển, nó được update. Tại sao chúng ta thấy sử dụng phần mềm nó có là vật xanh 1.0, rồi 2.0, rồi 3.0? Thì đó là do qua thời gian sử dụng thì người ta mới phát hiện những cái lỗ hổng và cần phải update lên những cái chức năng cần thiết cho một cái app hoặc một phần mềm. Thì như vậy thì ngân hàng phải bỏ một cái khoản chi phí đầu tư giống như chi phí R&D, chi phí cho đầu tư về công nghệ. Thì đây là một cuộc cạnh tranh, tôi nghĩ rằng là chạy đua, nó chưa có hồi kết. Và càng về sau chúng ta phải tìm ra một nét đặc trưng, giống như tôi chia sẻ là phải tạo ra một nét đặc biệt, giống như là Facebook hoặc là Google. Họ thành công, họ trở thành tỷ phú thế giới thì họ phải có một cái cộng đồng, có cái người sử dụng càng đông càng tốt. Như vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là ngân hàng phải làm sao tạo được các cái tiện ích giá trị gia tăng rất cao. Ứng dụng công nghệ với mục tiêu tạo ra sự trải nghiệm mới cho khách hàng, thu hút khách hàng sử dụng ứng dụng của ngân hàng. Tuy nhiên hiện nay, các ngân hàng chỉ chú trọng phần công nghệ mà chưa quan tâm nhiều đến yếu tố kết quả trải nghiệm thực tế của khách hàng. Một khách hàng có thể có nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng, nhưng việc lựa chọn sử dụng ứng dụng ngân hàng nào để giao dịch hàng ngày chính là sự khác biệt của từng ngân hàng. Do đó, bên cạnh việc đầu tư cho công nghệ thì cũng đặt ra thách thức cho chính ngân hàng đó, làm sao để khách hàng trải nghiệm tốt, lựa chọn và trung thành với mình. Tôi nói ví dụ hơi quá khứ một tí, tức là về mặt Microsoft, trước đây công nghệ không phải là cao nhất đâu. Nhưng mà ví dụ như phần mềm xử lý văn bản, phần mềm Excel có nhiều hãng làm tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà giao diện của Microsoft rất là thân thiện, rất là dễ sử dụng. Đấy, tạo ra được một cái người dùng người ta dễ. Bởi vì họ rất tập trung vào cái câu chuyện UI UX, tức là UI UX tức là cái phần giao diện và trải nghiệm người dùng đấy. Thế thì bây giờ trong cái quá trình phát triển những ứng dụng mới của ngân hàng ấy, thì chúng ta đặt thêm một cái mảng nữa là quan tâm và tính toán đến cái trải nghiệm người dùng, nó sẽ quyết định cái sự thành công của một cái ứng dụng mới. Theo nhiều dự báo toàn cầu, xu hướng số hóa sẽ khiến nhu cầu nhân lực phổ thông trong ngành tài chính giảm. Tuy nhiên, việc làm mới sẽ liên tục phát triển, nhưng phần đông là đòi hỏi nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng số. Việc đào tạo và thực tế làm việc không thể theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, gây ra khan hiếm số lượng nhân sự chất lượng trên thị trường. Hơn nữa, các vị trí đặc thù hay đòi hỏi ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về các công nghệ mới như máy học, trí tuệ nhân tạo, blockchain là những công nghệ chưa được đào tạo rộng rãi ở Việt Nam. Trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng và lĩnh vực công nghệ tài chính nói chung thì càng ứng dụng nhiều thì chúng ta tưởng như là sẽ giảm nhân viên, nhưng mà thật ra là càng xuất hiện nhiều dịch vụ, trong đó có những dịch vụ tư vấn, dịch vụ phục vụ cho các khách hàng và nhiều cái đa dạng về sản phẩm thì nhân lực trong những lĩnh vực này là sẽ rất nhiều và cần những nhân lực mà nó có cái hiểu biết về sản phẩm tài chính, có cái khả năng kết nối khách hàng và tạo cái sự là thân thiện với khách hàng. Do đó bên cạnh việc giảm đi của những nhân sự thanh toán thì tự nhiên sẽ tăng lên của nhân sự về dịch vụ tài chính, nên chúng ta sẽ không phải lo cái vấn đề ứng dụng phương tiện thanh toán, công nghệ thanh toán, những cái phương tiện điện tử áp dụng về công nghệ máy móc mà nhân lực của ngành tài chính giảm đi, mà tôi nghĩ rằng sẽ có tăng lên chứ không giảm.
Với tốc độ phát triển của công nghệ số như hiện nay, thì bảo mật cũng đang là vấn đề khiến các ngân hàng toàn cầu, trong đó có Việt Nam phải quan tâm đến rất nhiều, khi trình độ của các tổ chức tấn công mạng, trình độ của tội phạm cũng cao hơn rất nhiều. Do đó, bên cạnh việc trải nghiệm mới cho khách hàng, thì các ngân hàng thương mại cũng cần đảm bảo sự an toàn, bảo mật trong giao dịch, đồng thời tăng cường công tác cảnh báo, khuyến cáo khách hàng cần cẩn trọng khi giao dịch ngân hàng điện tử.